DH à? The DH land stand ready. DH. Thy will be done. Tô Mần Sâu à? Ủa, Tô Mần. Where shall em Sơn my lại cầm Tô Mần Sâu à? Sao thì đéo tác phẩm thế đấy. I wish only to serve. An ES thì lại vấn đề khác. Thy bidding, master. Tìm nó cũng đẹp phết đấy chứ. UGS à? Đâu rồi? Sống Ikio đâu rồi? Sống Ikio đâu rồi? Em Zalo lên top fan thôi anh. Ok em. Boss sẽ là kèo. Hay thôi mình cứ đi top nhỉ? À thôi cứ để em đi top đi. Còn đi với con lịch đéo sợ. Thy will be done. My fate is sealed. Đi với con lịch không sợ chơi được. My life for Nezul. Hoài xe luôn đi Hoài. Công ty nó là AFK. Đéo xe hả chết. Hoàng Mạnh Thắng ngày trước nét là hero thích nhất đấy. Ok anh ơi. Biết GS trong tay ai rồi anh em yên tâm. Và biết nét rác trong tay ai rồi anh em cũng yên tâm nốt. Khi em quang vinh hero lịch lấy mặt người. Thấy có PA ở đây rồi đấy. I gladly obey. Now, will be done. My fate is sealed. Yes, master. Hero này là được rồi. Miễn toàn liệu toang không em? My fate is sealed. Không anh ơi, chả toang. Yes, master. Bốt nó ba con tay ngắn mà anh khéo khéo vào chết. Yes, master. Master. What? I bow to your will. Thy will be done. 4 mili à? Yes, master. Thy will be done. Death shall reign. Death shall reign. Let life cease. Death shall reign. Yes, master. I gladly obey. My fate is sealed. I gladly obey. Yes, master. My fate is sealed. Hoàng Mạnh Thắng nhìn team hai cửa trên rồi. My fate is sealed. I gladly obey. My fate is sealed. Yes, master. My fate is sealed. Lý Khánh hello AI. Thy will be done. Yes, master. Thy will be done. Anh nhiều à? Ghê nhỉ? Bé hát tiếng nào đấy anh em? Top top. Cáo con tim e hay có ông anh nào chửi gắt thế nhờ mặt thì. Có ai chửi đâu ạ? Có sân thả. BH nó loan rồi nhá. Ồ, trốn này. Hãy hãy xong game này gần xem nói đi, cô nghe thầy. Ờ ok. Em gần chết rồi. Đạt bù bị ép nói chuyện với GS mạnh mẽ lên E, đánh cô sư lên E. Cái gì? Là cái gì anh? Nhật đấy ra mô te đi. Hát anh em. Cái lọ máu này Hoài. Rồi đây. À BH kìa, cẩn thận chết gà kìa, con BH kìa nó đi vừa đi qua ấy. I will done. I gladly obey. My fate is sealed. I gladly obey.
Yes, master. Master, where shall my blood be spilled? Còn bé Han nó xuống bốt đấy nha, nó vừa đi qua. Yes. Nó vừa đi qua cái góc này. Vẫn chết kìa. Yes. Lý do tại sao mà cần phải cầm áp chim sớm. Yes. 2 phút 20 giây là áp chim là được rồi. Ngoài vậy tham được mà không áp à? Hắn thấp vào lúc không áp à? 3 phút là quá lâu rồi. Lấy gà thì lâu. Lấy gà lâu ảnh hưởng đến việc lấy đồ người khác chết. Nên support không làm được điều đấy là quá sida. Mình lúc nào mình sẵn tiền để có thể áp chim sớm nếu như ai để ý. Còn nó mà nó vòng đến cả trụ đấy thì chịu thôi. Cáo con mặt cười, hải tâm lý hay sao mà là sit out thế nhỉ? Không phải, nó hero mạnh hơn mà con BH nó mít lúc nào cũng trong cái tình trạng. Nó muốn săn người thì đánh không cẩn thận là chết đấy. Hoàng Mạnh Thắng thích xem E vì học SPDC nhiều cái. Thế anh? Hay quá anh ơi. Anh có phải lo xem là có người roam hay không, anh không chết mạng thì nó còn hơn là farm được. Quan điểm của em đánh Dota là thế. Anh hiểu bây giờ này có khi thằng bé nó chém một cái là chết này. Slow nó tun cái nó dí là chết. Đấy. Thấy không? Mid ES, đúng quá. Cảm ơn anh tặng em 75 sao nhé. Anh bảo mid ES rồi mà. BH đây ạ. Hai con hai đầu. Những toàn thoải mái đi thua game này a chịu cho. À, thua anh Đạt. Anh Đạt ủng hộ em rồi anh ạ. Để lúc khác em cảm ơn anh. Để lượt khác anh. Chứ còn em đánh thì không thoải mái, em đánh làm gì? Đánh là phải... Mà nói chung là đánh, chẳng bao giờ sợ. Chỉ là có lỗi hay không trong một game. Bị top nhá. Đẹp ăn top. Bị top nhá. Hoàng Mạnh Thắng nhìn em mà chơi SP là chuẩn 2P30 có 200 là auto chi. I gladly obey. My bidding. Cất mình là đúng rồi. Cất mình yếu ấy. Cất mình là đúng quá nhờ. Opera MVP focus xe Hải mũ mũ. Focus ở đây. Bây giờ em Hải nhiều hợp đồng lắm anh ạ. Hôm nay anh là người tặng sao đầu tiên cho em đấy. Tuyệt vời luôn. Mẹ ơi. Mở bác. Cáo con bây giờ Hải hợp đồng phải xếp hàng mới đờ si ấy. Đớt cái chết luôn, sợ thật. Chết. Ô lên level. À hay quá. Đánh chết luôn. Nhéo mua được tiền lề. Opera MVP đúng rồi. Đâu phải muốn ủng hộ là ủng hộ DC đâu mặt. Nhéo mua được cái tiền lề mà đi ganh. Mày nghe thằng vào cầm mâm 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 ấy. Trời, không ít à. Cái sim mà rô đốc. Điều khiển lại gà đi anh em. Ai lấy cái tê lê này. Ai đó. Hết mana rồi. Rồi, Hoài không ít à, Hoài. I bidding, master. I gladly obey. Thy will be done. Ảo quá. Nghe em đánh support để con PA nó solo kill hạng 1 cân 2 đấy nè ta. Where
I am sanctified. I let you play. I will be done. Ta đứng ở mid thì quá đủ rồi. Một bài hai lần. À, mẹ, mình biết thời gian quá đủ rồi. Vẫn tham một con creep còn lại. X kìa. X rồi. Sổ. Đi em Quang Vinh 2 nét có tác dụng mình quyết chơi quá nhờ. Ô, VH lên. Để mình lên mình chấm nó phát. Lùi về đây đi hoàn tiền này, tớ smoke cho để đớt nó. Đớt lên. Opera MVP SP ra mít làm cái sen, nó làm trò VC. Người ăn hết mana này. Tím à, lại màu tím à. Yes, master. I will be done. Ôi. Một đớt là chết thôi chứ đâu còn né được đâu. Chỉnh Thế Cường support đâu hết rồi. Không kệ support mà nó đi gank 3 thì chắc chắn phải chết thôi. Chả vấn đề gì cả. Chết thì thôi. Nó mít mẹ rồi. Con lép rác nó đi xuống, nó đi lên top, ăn răn ở đây. Hoàng Mạnh thắng cứ cô phải đồng đội thì người đá còn bị rút máu. Để thằng anh né làm gì? Thục mạng thôi là con... Ra lộ sai đi Hoài, để cho nó con lên. Ăn cái trụ kìa Hoài. BH kìa. Ui hay rồi, hay rồi. S kìa. Cái trụ có một hit kìa anh em, không ai nhìn thấy à? Có thấy nhưng mà đang đánh thấy nhau. Thấy nhưng làm gì? Còn nó đen đi rồi. Còn nó đeo đen đi, Nó dám deny đấy. Hai hit mà. Nó đợi con lép xuống ấy mà. I will. Hay quá, tí chết. Yes, master. My fate is sealed. Opera MVP chết cũng phải tiêu hao thể lực nó. Giết dễ quá KDC mũ mũ. Rồi đánh là phải câu kéo nhiều support mà chắc chắn chết đấy, phải câu được rất nhiều thời gian. Hai trụ hai lần. Nó vừa ở đây xong. Nổ trụ cho nó ép thêm lần nữa. Tân Ngọc S game lẻ Gosu comeback e. Ok anh, tình đấy. Vẫn vẽ, stack. Vẫn kịp. Bãi này stack khá là nhanh. Thời gian để stack khá là nhanh. Ôi. Đẹp vẫn đẹp được. Lại không ít cả. My fate is sealed. I will be done. I gladly obey. Yes, master. My fate is sealed. Where shall my blood be spilled? I gladly obey. Yes, master. Our allies' town needs help. Đang suy nghĩ nhưng mình vẫn thích lên đa gông hơn. My fate is sealed. Death. Ở linh và đa công. Ở linh đa công pipe. Chung là ba món đồ mình muốn đa công hết. Ba công đa công nhất. Combo
cả lại dừng cho Junero. Đốt, 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 đốt cái đi. Ui dồi ôi, đốt lên chứ. Trần Phù Pham con này ưu tiên Dragon hợp lý. Đã giết được rồi. À quả đến hết mana anh cả con ơi. Ờ thế à? Ờ, kéo đủ mana. Không, quay tập chết mẹ nó tiếp. Ờ. Liều thế nhờ. Ê. Anh cao. Có đồ bằng chuột cho nó chắc đỡ rút tay. Gì vậy? Tích nó đi. Rồi. Bị check. Tích được. Đấy, đích nó là nó chết đấy. Chắc. Mẹ. Cái tốp mà đánh nhau này hoài, bỏ nó đi. Trời tối. Bê mẹ nó biết cả này. Ai, ai lấy mana không? Mít nó cứ bù bù, mít đánh ra, mít đánh làm gì. Nó có mắt ở bên khu vực, khu nào đấy, nói chung là nó có sai trong bên này. Cú đấy thôi, đi farm đấy. I will be done. Láo pét nhỉ? I gladly obey. At your call. I will be done. I gladly obey. My fate is sealed. Yes, master. Death shall reign. I gladly obey. My fate is sealed. I gladly obey. Thy bidding, master. Yes, Fury. Thy will be done. Rảnh rỗi đây stack cho con PA nó farm anh. À, hoàn tiền đấy. Để stack cho là đẹp. My fate is sealed. Mày hát đâu chắc mình nhỉ? I wish only to serve. Yes, master. My con PH robot là con PH bóng thôi. Đây này, bóng con PH thật này. Yes. PH led, led PS. Con PH ít máu kìa. Nhưng nó có âm led. Lấy lại xanh ai? Lấy lại xanh ai? À, con S này, con S đi vào này. My fate is sealed. Đợi đợi lên để chấm nó cho nó dễ. I will be done. My fate is sealed. I will be done. I gladly obey. Yes. I gladly obey. Bắt này thì còn đi farm chán. Đợi chán. Mít kìa. Lên cao rồi. Đá bóng đi, đá bóng. Ôi, PA luôn, đẹp luôn, chết luôn. Ôi, bà rét kìa. Ui dồi, đéo được kìa. Đen. Đàn bà rét. Nhanh quá nhờ, còn ăn tiếp vậy. Sao? Anh Hùng lên cao vừa đấy anh Hùng ơi. Cao chết. Hơi cao. Còn tiền farm thì tên lên xuống bot mà farm này bạn này. Our allies town needs help. What would you ask of me, master? Đến BH đâu? Giết con BH bạn đây sang đi check. I will be done. I gladly obey. Yes, master. Chủ động đi sang gần gần mình nào. Thằng này đéo chủ động được. I bow to your will. Our allies town needs help. Yes, master. Nó cũng biết là đi ra nhưng mà nó không nhìn thấy con. Nó cũng nhìn lên BH ở trên nhưng mà nó không, nó cũng cắm sen ra.
lại cắm gần quá. Nếu như lúc nãy mà đi lên đến đoạn này thì hoặc là đến chỗ mình thì đã bắt được nó rồi. Không nghĩ được là bên mình có mắt ở đấy. Nó đánh đấy, nó đánh đấy. Hay mình kéo giết được người à? Thế thì làm cái smoke là giết được không à? Rồi. Dead Blink nhá. Ai ra mít được nhanh thì giết được này. Hay rồi. Ồ nó lại nhảy cho mình kia. Rồi. Đi chết hai lần rồi. Net boss rồi kìa, ăn thủ mít thôi. Opera MVP skill 2 giết 2 mang. Ở trong này đây. Nó blink ra creep nha anh, sao nó vào đấy được. Holo đi còn net nó qua rồi đấy. Giờ lấy được blink rồi. Lick lùi lại thôi, đừng đứng cao quá, kìa nó đứng sẵn để nó check kìa. Này chỉ được phép, có mỗi chắc có mỗi mình được lên cao. Lùi đi. Chả phê được cái trụ nào cơ. Let life cease. Death shall reign. Hear the Reaper. Yes, master. My fate is sealed. Yes, master. Đồ đánh nhau, đeo đánh được. My fate is sealed. Where shall my blood be spilled? Gì đấy? Mà kể cả đấy thì con support thì farm thì để cho Zhu nó farm. Bíp rồi, bíp rồi. Ở smoke kìa. Ủa, bắn lên rồi. Ta, 75 giây. Thế à, chết. Thế à, chết rồi. Ôi. Ê, con led Hoài. Kêu đi. Về nó cái còn mana không? Về. Mày là mày sống được nữa, mày sống được nữa. Hay quá rồi. Tay mình muốn bay bách lắm rồi đấy. Chạy đi, chạy thẳng đi. Sống rồi. Ôi lùi. Sống nghe. Đích được rồi. Thành Long à? Đỏ nhờ, chém đổ đam 3 cái liền. Cái số của nó phải chết rồi. Để được sát quán phịt xua chết mẹ chung luôn. À, con led đã ra rồi. 9 VF. Chị Google chúc các bạn xem stream vui vẻ nha. Giàu lắm rồi.
Phá vô đó nào. X cái. Where shall my blood be spilled? Vừa hết chưa? My fate is sealed. Còn sớm mốc thì mua đi hoàn tiền đây. Đi đấm nhau đi. Anh hùng lùi anh hùng. Đi theo nhau sớm mốc đấm nhau được đấy. Boss này. Ad Blink rồi à? Ừ, Ad Blink rồi. Fitzua từ xa nó nhảy vào Echo không né được. Chết tại chỗ mày kịp chậm nó. 70 giây. Trời sáng rồi. Nó lên trên kìa. Anh em kéo lên trên đánh này. Có con BH ở trên. Con BH thôi. Chết con mẹ nó rồi. Ngu rồi. Trời ơi mẹ. Tự nhiên mình nghĩ sao mình đòi đánh nhau với nó. Đây con để nó ăn được cái đan HT. Kia về kìa. Đúng là đần độn. Vôn tim được sai cả. Kéo mẹ ăn con can trên tốt. Vua gánh hùng phá vua kìa. Con led có lốc rồi. Thiếu đam quá vậy. Không thiếu đâu. Này nó mỗi con led là có đam thôi. Nó vào kìa, nó vào kìa. Nó vào luôn kìa. Có smoke không ngoại? À có smoke này. Đánh. Đang bị lộ sai. Du đang bị cháy. Tôi lại này, du hết check rồi. Smoke đi, smoke 4 đi. Bên trên này. What would you ask of me? For honor. Có đốt không? Xem đốt không? My life for Nezu. Boss có đốt đấy. My blood be spilled. Our allies town. Đợt này có sen nhá. Yes, master. I will. My fate is sealed. Yes, master. Mình nhìn thấy con này ép đây rồi đấy. I will be done. Bắt lép đấy. Yes, master. I gladly obey. My fate is sealed. Yes, master. My fate is sealed. PA này, PA này. Ơ. Yes, master. My fate is sealed. Mình nghe con nào, lép kìa. Ở con lốc nhá. Giữ chân của con BH mọi người. Con led nó vẫn đang công kìa. Nó có tele đấy. Kéo kịp. Chấm chết được thằng kia rồi, Rosan thôi. Đang bị rồi. Thôi, ăn thôi, ăn thôi. Đan đan đi. Quả đấy x con Kunka, con Kunka mà x cấp PA là xong mẹ nó rồi. Nhắc cầm đi. Ừ. Kít anh em ơi. Trừ mana nó. Nét ở trên này qua này. Giờ chưa có nét luôn anh em. Có gì giữ chân con Kunka rồi. Mỗi Kunka. Mỗi Kunka giữ chân. Làm thằng game thôi anh hùng. Anh ở là có cái blink đã 200 nữa. Có cái blink đã. Đấy thăm. Cầm cái sen vào trong đoạn này đi, đừng tiếc. Thằng gì kìa, màu 3 PA. My fate is sealed. Death shall reign.
chưa? Ăn nốt cái này. Where shall my blood be spilled? I gladly obey. Thằng mà game đâu? I gladly obey. Yes, master. Thy will be done. I gladly obey. Thy bidding, master. I bow. Yes. Thy will be done. Yes, master. Thy will be done. Yes, master. Đánh không? Boss này. I gladly obey. Tránh đi. Mà trời tối quá nhỉ? Yes, master. I gladly obey. My face. I gladly obey. Yes, master. Let me obey nha. Shall my blood be spilled? B. I wish only to serve. Có gì để kéo con Zu xuống mà đánh anh ạ? Đánh nhau. My fate is sealed. Yes, master. Let life cease. I gladly obey. I will. My fate is sealed. Are you threatening me? No, 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 not like Welcome that. To our village. Let me do it. I got food. Hey. Giang Nguyên kèo gì đó e. Kéo là 100k thôi anh. Kéo đi anh. Copy pair mới chưa lấy được. Khoai cho mượn cái tele với. Đi về phát xuống xuống luôn. Ích đi. Yes, master. Yes, master. Đợi tôi grip sau, tôi biết hát ở thế này này. Yes, master. Thy will be done. Đợi con led nó phá con bát nhỉ. Led thì top rồi. Sẵn tên lê đấy. Thy will be done. My plan. Thôi là ad, thấy ad dập rồi. Thế thôi nhỉ? Thế thôi. Kéo gì từ chân. Anh làm cùng game đây. Anh phan nó cùng game rồi. 200. My fate is sealed. I gladly obey. Yes, master. My fate is sealed. I bow to you. Đợi trời sáng rồi, với mít tiếp. Phút, bỏ đồ san nhá. Lép bắt Kuka rồi. Câu được biết một tay BKB về anh ấy, kệ nó anh. Chết một thì đã sao. Có anh đép phải mái mà. Spam trước đi. Spam clip trước. Kìa, sẽ bám ở ngoài luôn kìa, nó đang đứng ở đây thì ra ngoài mà bám cái, xuyên vô bám cái nữa. Đợi nó đánh nốt cái xe. Tao đợi nó đánh nốt cái xe, chủ Grab mới đẩy vào chứ. Cần gì mày đẩy ở ngoài luôn, chứ cần gì rip vô tới trong mới đẩy. Nó bỏ rồi. Hoài lên tiếng rồi, để bẻ nó Hoài chửi tao rồi. Lùi lại đi anh. Lùi lại đi anh. My fate is sealed. Bó kè. I gladly obey. Kéo em xuống anh Hùng ơi. Kéo em xuống. Ra chưa? Đây kéo đi, em đây mà. Em trên top mà. Yes, master. Đẩy mid đi, bên mid được, boss còn gì đâu. Thằng nào lấy nó ra đây. Hù, đầu ghê ta. Anh em qua mid đi để em bốt cho. Không có gì kéo ở sau. Mid ra, qua mid đi. Qua mid đi, qua mid đi. Sẽ sáng. Chịu lại mắt đi. Fury được farm nhanh thật. Đồ tóc phải gấp đôi VA rồi. Con VA chết suốt. Bọn nó con GS con lốc rồi đấy. Nhưng mà nó có PH.
BH có 2000 tiền thôi. Có cái tele rơi vãi của ai kìa. Gặp trụ à? S, cẩn thận S. Hai con cò nó trên kia rồi, nó không dám ra đâu. Để đi, ta không lại đi. Bút luôn vậy. Bút luôn chứ sao phải về. Cam E vào đi anh. Nát về rồi nhá. Nát ra rồi. Lùi lại một chút anh em. S kìa, S kìa. Cẩn thận nó echo cho đấy. PA đứng góc này nhá. 50% máu à. Đợi cọc máu đánh tiếp à. Khó bề nhỉ. X chạm một con đi Hoài ấy. Chạm đi tao cũng bê cơ bê tao nhảy vào tao chẹt chết luôn. Ba rồi. Rồi dít mày nè, dít mày nè. X nhưng mà có sai đâu. Thần S nha. Có cọc máu này, có cọc máu này. Thần S, S. Dít này đây, dít này đây, dít này đây. Ô để ích đánh nhau đi, ích đánh nhau đi. Truyền vào đây. Đập nhà đi. Kệ nó đi, chết mega cũng được. Full ca vào cũng được. Chết đi cũng được anh đại. Từ từ nó còn ép trụ. Ép trụ. Ép đây show chưa? Chưa gì hết. À, lốc rồi kìa. Lốc. Kéo em xuống anh Hùng ơi. Kéo em xuống anh Hùng ơi. Ở nhà. Lốc. Lét bay bách nha, lét bay bách nha. Trời ơi, mẹ nó không kịp ép kìa. Thế thì ăn lồn rồi. Anh bay bách đi. Kéo con đấy xuống được. Kuka chết mất rồi. Thế à, thế em chết luôn. Nó có mắt ở trên này rồi. Trừ mana nó anh ơi. Về đi. Về thôi anh. Nhà đéo P được. Nó bay back. Con led nó bay back ra nữa. Con GS nó cũng ra nhanh nữa. Dí hơi sâu. Tôi phao lên là nôn nát nhà thôi. Nếu chết mà, mình nghĩ chấm chết trâu quá. Mấy 50 mấy thùng rồi. Tên lê ra trưởng của anh Hùng B nó đi. Có một cái ba lớp. Lên chết. Hỏi ý là cái ba lớp nó cứ nó ăn Roshan đấy anh Hùng ạ, à, spam trong đống này xong rồi cứ camê trong Roshan là đẹp ấy. Có ai không? Trần Phù Phàm quả gió tiếp ra gần. Ra kìa. Tên lê ra kìa Hoài. Đứng đây mà trưởng vào này anh Hùng. Đứng ở góc trên này thôi anh ơi, đứng góc trên này thôi. Camê blast vào là lấy mà. Nó hua, có hua. Úi xưa nó cắm hai hua lận. Kéo em ra này, kéo em ra. Từ cao đao. Trần Phù Phàm cô thì GS sao ra sớm được. Trước con BH nó đứng nó check luôn nhỉ. Câu kéo thôi, con nét sắp ra rồi, nó chưa ăn được ngay đâu. Nó ăn được luôn đấy. Nó ăn được luôn đấy. Còn 10 rồi. Giây nữa là anh đẩy nó lên đồi, để anh đẩy nó lên đồi. Mà nhảy vào. Anh đẩy nó lên đồi. Mà ăn. Không ca thật thiệt nó luôn. Nhưng mà nó chưa ra ngay, từ. Vừa bay bách ra phát thì đấy con du nó
chết luôn này. Với cả led nó quay back ra nữa. Nhiều đầu đam không ít răng phải pê được trụ mít. Bù lại được quả chết vừa rồi. Thế là bây giờ mình thọt ngang con PA rồi. Cái Fury lên cái MKB nữa là ngon. Ơ, Hoài nó làm gì vậy nhỉ? Nó điện thoại. Xem live stream đi bạn. Đại là nhồng sâu quá. Xem live stream đi. Đâu nhảy 4 du thì nó cứ nhảy nó đâu để đến. Anh biết rồi, nhưng mà của đấy là giết được con led rồi thì cứ chém nhà thôi. Blink và ulti. Em chấm đách con GS nó đéo chết, nó còn đúng một đéo tính bằng máu luôn. Của ấy giết được con nick, à giết được con led rồi chém nốt cái nhà đi xong rồi nhảy sau cũng được. Hoài hay Hoài, ít tao lên để tao ấy, tao phá vua chứ. Nhưng mà ít thì ít để vào Blast đẩy chúng nó ra hay hơn đấy. Rồi, từ từ thằng Đại đã vào đâu, Đại đi đái mà. Nếu mà ít thì tí ít xong rồi đẩy nó ra anh ạ, không phải ít điểm mắt đâu. Mắt thì phá cũng được. Từ... Cái gần Blast kia kìa. Gần mấy kiện công á, công hàng á. Sao bạn lại bảo là đi. Nó quit đi là cái cửa là cái thế cửa nào vô kho đó lại luôn quit là ăn cướp không đấy. Cái cửa bên kia kìa không bên trái nó có một cái wallet gạch 20-20 á, chị đừng quý đi em nói chuyện nhớ. Đúng rồi trừ mấy cái thằng xe nâng cái gì đâu sao em biết được. Ờ 50 mấy đồng á. Đúng rồi. Ok rồi. Còn Đại nữa, Đại vào chưa? Chưa thì đâu chưa? Đái đéo rồi. Lâu rồi, dạ luôn. Chưa. Xong chưa? Rồi. Ok. Go. X vào mà nhảy vào Blast anh ạ. Xong rồi giật về luôn cho nó. Từ từ ấy kéo thằng ấy xuống đã. Em chạy đến trụ 2 rồi. Em ra rồi. Ai kéo nét. Vào đi, vào đi. Bạn Blast không kìa. Blink vào Blast anh ạ. Ấy đừng nhá. Chết mẹ. Ôi nó ăn xong rồi. Mẹ rồi. Kìa. Ôi giời ơi, sao Blink nhảy X về. Trời ơi. Nhưng mà thằng kia nó nói tôi. Con PA mất hồi sinh đấy. Thuyền rồi, PA đây rồi. Cẩn thận S nó echo nhá. Lùi lại cũng được. Ồ, sộp. Chém như chém chuối này thì. Thêm nhờ. Sộp. Chết bóng anh em ạ. Đấy, ở PH này, PH này. Rồi, đây là xong rồi, gò luôn rồi. Nè nè, đủ má, đứng xem chung sân ít được. Má, quả đấy tưởng Bê Linh được vào bên trong anh ạ. Em đứng trước mặt đâu. Nó luôn. Anh bị nó hit xua nên là mất Bờ Linh. Sau Bờ Linh vào thì đã ít lại luôn. Mẹ quá lộn. Nè, mua cái mua thao đi. Mua thao kìa mấy lộn. Chứ tôi ít về cho mà cơ mê cô rồi bay lên lại. Kéo em nhá. Được nè. Suýt nữa rồi là em nhặt được cái Aegis của nó. Chết mẹ chúng nó ngay. Hoài chửi hay đấy. Mấy kéo em với anh ơi. Mẹ mỗi lần đánh như mỗi lần Lê Nhật Quang Tuấn chạy quả lại đau đầu rồi. Nó nói là phụ hại. Ta biết này, ta biết này. My fate is sealed. Meta của con dù lên cái mẹ em nó cứ luôn nhảy vào nó chém mình trước. Nhìn thích vậy luôn. Con dù bên này chém đau mà. Ấy, nó bay ra ngoài kìa. Nó nôn lên trên. Nó đánh anh Đại.
Đâu? Chúng mày ít máu thôi. Trừ mana con PA đi anh ơi. Black làm gì đấy? Đấy rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Tắt âm LED rồi. Con LED kìa. Tổ máu. Chuẩn bị xong game rồi đấy. Mẹ. Đéo lên được cái gốt thế là con PA nó cứ bê qua bên nó chém em trước thôi. Sao phải x? Kìa, kìa, kìa. Smoke. Kéo em xuống này. Kéo. Kéo. Kéo em xuống anh Hùng ơi. Kéo, kéo con Su xuống trước đi. À thôi kéo nét đi cũng được. À thôi kéo thì đánh. À thôi. Tóc tí nhớ kéo em nhá. Kéo con nét kìa anh. Kéo con nét kìa. Từ từ anh đang chạy. Anh đang chạy. Đánh chết mẹ đi em chấm cho. Xong về nhá, xong đai bách. Ba nó ra đấy, về đi. Về 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 về. Đi farm được cái gốt đây. Nó dí kìa. Bật camê mà chạy nghe. Thôi kệ mẹ nó đi. Hay rồi. Thôi nó toàn gỗ rồi đéo chém được, nó câu ra, nó câu ra. Thôi kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Bỏ đi, kệ bỏ, bỏ nó lịch đi cũng được, bỏ nó lịch đi. Đấy, con lịch không biết. Ủa, tôi giết được hai thằng. Nhìn cái răn đê đê nhìn hổ báo quá nhỉ. Yes, master. Yes, master. I gladly obey. Để em farm trên top này lấy cái gút cái. Farm đi farm. I will be done. Ủa mẹ bánh âm chưa có tiền. Anh đại sao được mẹ thấy đặt nhà chăm mấy cái. Cái gì? Đập nhà chăm mấy luôn. Mẹ tìm đéo có ai bê nhà thì sẽ đập nhà. Màu ít còn đéo tanh được. Đập nhà đánh nhau đây bách sao em. Đánh nửa tới một mùa đập đéo mày đéo nét được hay là. Cuối cùng cái gì. Nó chưa chưa có đam. Rồi né đi ông ơi. Mẹ hoàn tiền đóng cái kệ đẩy bạn ơi. Kệ xanh đéo quan tâm đâu, đéo ăn thua đâu. Mua lại đi các em. Rảnh rỗi kéo em đi không được. Đi đâu bây giờ. Ngồi xem livestream vào. Tăng view vào. Mua thôi các em. Nó mắt lẻ đấy, nó đang muốn mắt lẻ đấy. Ôi, lùi về đây cho chắc anh Hùng ạ. Đứng đấy khi nó sầm mốc ra thì anh em nhìn nhau hết. Lại khít xù ế chỗ à? Đang sầm mốc rồi, giờ đang sầm mốc rồi. Nè nè nè, nó sầm mốc rồi ra hả? Chứ ta 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 ta, ít mà. Ít sao làm gì? Anh ấy, anh ấy có chết đâu mà nó. Mà cái né, cái gì mà chấm. Ê, cứu tao cái nào, đúng rồi, rồi. Ở về anh Hùng, làm gì đấy? Ôi, sao lại đánh nhau à? Ai đánh đâu? Mỗi anh ấy. Anh ấy bling ra. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Mẹ cùng em kìa. X tao tao nhặt cùng em. À. Không nhặt à? Thôi. Bỏ mẹ nó cái cục game đi, hai lên rồi, ăn làm gì cái cục game. Lùi vào trong đi, lùi vào trong đi. Ba. Hai anh em. Bỏ căng nhỉ. Còn chấm không? Có. Chấm đại con nào đi, NS được này. Con NS, à con gợi NS này. Đánh ra con PA kìa. Đúng rồi. Đại chơi game bây giờ mới nghiến răng vào đấy. Không biết chơi game nghiến răng vào đấy. anh hùng quả bài đến như thế rồi anh Hùng lao con PA ra sợ nó chịu được. Nó đang ích con nét mà anh Hùng để blink ra. Anh quên não đang ngập nước từ bé. Quả đấy là em câu được BKB của nó rồi đấy. Câu được cả cái hack nữa. Hack nào, nó có hack à? Có hack rồi.
Mà hết thằng Hải vào đây. Con thỉnh thoảng cũng phải ngáo tí. Lên rồi anh em. Nó làm rơi cái thao này. À cái ward này. Opera MVP yêu gánh team ha ha. Gánh nãy giờ rồi. Gánh từ nãy giờ rồi bạn ạ. Đại giờ chơi đồ đá giờ cũng nghiến răng vào. Bây giờ hả? Bây giờ. Thế tốt em. Từ đó chưa câu đao ulti anh tới. Giờ con PA này tuổi tôm. À, con BH nó ra này. Anh ơi, đi sang đây game sang đây anh. Bên này anh. Mà đừng hết ở đây nó echo vẽ cả lũ thì thôi à. Quá top mà, sắp có rồi 20 giây này. Quá top đi, quá top đi. Hoài được, hoài nó giảm cho. Thực ra thì nên x con du để cho nó vào nó đánh. Này. Hách đẩy gãy đẩy nó ra. Úi giời, con này ad này eto với con B rồi. Đánh này, đánh này, tao có giữ chân con BA. Thôi, ờ, giữ đi, tao chết rồi. Đéo rồi, nó thẳng chết. Con S nó bay back đấy. MVP tặng 3k follow. S này trốn rồi. KB mặt thường. Con GS đằng sau đít kìa. GS này. GS eto với con B. Anh thích nó này. PA kìa. Em có PA này. Anh hack đó kìa, anh hack PA kìa. Em đang ulti mà. Em vào combat khó đánh nhỉ. Ui em chết rồi. Dạ anh em. Còn buyback không anh? Em vẫn còn đấy. 30 giây nữa còn ra. Còn chứ. Còn mới đánh nhau chứ. Nhưng mà nhà nó nát rồi. Đánh nhau để nó chặn để hết được về được. Đéo phải, đánh nhau phải có con Kunka nó thả thuyền vào cho em mới ngon. Tao đang lấy sai mà từ. Đâu, nhồng đâu, đứng đây nó. Nó nhồng ra nó chứ. Nhồng ra. Con BA ta giữ chân nó được một khúc này. Nhưng mà ăn hết combo của con Led với cả con S rồi. Thằng nào lên hết chứ nhỉ? Led này. Led là Led thôi. BKB thôi Hải. Em tính để tiền bay back. Có gì đẩy nhau ra với nhá. Đẩy nhau ra đánh cho dễ. Chết hết là xong đấy. Có phải bắt ông Đại? Có chứ. Trừ mana đi anh, trừ mana đi anh. Đẩy nó ra. Đẩy con PA là chính. Bốn đó. Bốn đó. Đẩy nó ra. PA nó nhảy vào nó chết. PA nó bè linh nó chết chết. Anh cứ camê ở đấy đi, không phải sợ anh. Trừ mana GS lần nữa là hết mana. Sao cho nó lên thì cũng được. Ulti bạn đây, úi sụp, đều rồi. Chơi đi, 5 giây này, giữ chân đi. Tích một thằng lại. Rồi, xong. GS được anh. Mà nó lách con GS anh cùng. Anh, cao đao, cao đao. Rồi, đây rồi. Lấy GS này chạy được không? Từ, để X, để chấm cái. Chấm con này á? Chấm hết. Rotan. Cái gì vậy? Hoài kéo bạn về ra đây đông vậy. Tân Ngọc hay R khác em? Anh cầm hồi sinh không? Không. Cái còn cái chi này anh cầm nữa. Đây là hết mana kìa. Đấy, chi đấy. Tele về có người kéo là được mà. Vẫn ích à. Để tốt đấy nha. Giết mẹ luôn.
Nó vẫn còn láo kìa. Không sao, đây nó không về đâu. Nếu như giữ được nó là không về đâu. C. Nếu mà đánh câu kéo là creep nó cào vào là nổ cái xoài đấy. Cứ làm trò đi, để tôi biết là cho làm trò, nó đâu có sinh lực trách nhiệm đâu. Tôi biết là làm trò từ đánh, sao nào để rip lên cũng được. Du travel mẹ bot đi, anh kéo lên. Không, cứ đánh gì đi, cứ đánh đi hay lên. Cứ đứng, cứ đứng sau đi, nó ít em vào em đập nhà, đập mà. X mà xoáy kiếm là mất X đúng không? Ừ, nó cục game này. X vua đây. Cái cua anh Hùng ơi. Đấy, cả mê hiểm gì. Để cho Anju nó vào thôi. Để anh nhảy vào nhá. Tự đẩy ra thôi. Đấy, nó bị hack rồi kìa. Ai bị hack? Hack chết nè. PA này, PA. Lép bay bách nha, cẩn thận nha. Chứ còn GS trước khi này. Đang đánh đây. Con lép nha, cẩn thận nha. Bé bên này. Ad này. Đánh đi anh có hack, đánh đi anh có hack. Hack đi, hack đi. Trời ơi, Hải, không chấm. Ui, còn mẹ lắm. Còn ai không? Còn đây, nhưng mà anh có giày bay không? Em vẫn còn mạng. Có 2 liền. Thôi bác đi. Nó về kìa. Để nhặt cục game cho, để nhặt cục game cho. Sao đánh mai đâu hết người vậy? Nó bay bách. Nó bay bách nhiều quá. Ê ơi, địt lồn cha mày. Thầy lồn. Cái chữ lồn đi lồn cha à? Từ đã. PA nó ra rồi. Kéo được, làm tùn lắm. Để tìm ra đi, PA bây giờ nó mới rồi. PA ơi. PA, bay back kìa. Đi Ken thôi. Về anh em, về anh em, về, về, về. Đang chạy đây, đang bò, làm vệ xanh này. Ra. Thà cầm game luôn nhá. Anh làm cái gót em sống em không rồi. Có slot ấy kìa. Anh chắc có cái gót anh bỏ dây dây đi làm cái dây bay vào lên cái gót thế thôi, bỏ tele thôi. Nếu mà dây bay thì không có gót tiền đâu lắm thế thì gót xong rồi bỏ cái tele cầm game giờ đánh nhau là chính. Hoàng tiền đứng sau thì có gì gậy đẩy cho team thôi chứ quả đấy đứng vào sớm chết mẹ trước tí mượn tele hoài vậy. Đào nó game đây. Thâu gà em nó thấy được kìa. Nó phải tốt bè. Đang cầm. Đi check mắt đi anh. Mày cầm tháo đi, để đưa game đâu đi game đâu. Đâu, mày đâu. Để combat đầu tiên cứ trừ mana mấy thằng S với cả BGS trước đi anh. Lúc cầm nó vua cho người á, chết rồi. Trừ mana được con ấy thôi, vua này. Trừ mana được con ấy thôi, con GS thôi. Mấy con kia nó núp sau sao mà trừ được. Em có buyback đấy, đánh khoáng tay cũng được. Thì biết là người vào trước. Cầm lặng lên cái gậy xanh cho nó đỡ BB. Nó sờ móc rồi. Em đang muốn tiết kiệm đồ ấy. Em mà chết em bảo bay bách thì anh kéo em xuống nhá. Sao
sợ anh. Smoke đi anh em, à thôi đợi trời sáng smoke bắn lẻ đi. Đợi trời sáng đi. Ok ok ok. Yes, Trần Phù Phang gửi thôi e up dragon lắm thế. Combat thua đéo có phải bách đâu. Lùi đi con Kuka chết rồi. Về đi, GF chết đi, rồi. Chạy đi. Ape lên này, ulti luôn anh kìa. Kệ nó. Đẩy lấy kìa. GF bay back nhá. Sao nó bay back được? Ờ biết rồi. Chưa gậy xanh à? Chưa lên được anh ơi. Có cái đẩy tự đẩy đi. Có đánh con VA không thì anh hack luôn. Từ từ đép thôi anh. Đợi hai lên nó cao. Nó không giải quyết gì anh ạ. Nó phải vào mà, mình đừng có ra. Đang để tiền bay back anh ơi. Còn ta có 5 luôn đấy chứ. Nó đang hơn người chấp nó đi. Không có thơ đâu. Thôi tôi GF một mình này. À con PA một mình này. Rút đừng có gậy đẩy lên. Đừng có gậy đẩy lên. Có gậy đẩy để sống, gậy đẩy lên. Nó check được rồi kìa. Nó sắp ra rồi, nó đâu. Không dám đánh đâu, nó đang muốn mình ra đánh để nó ấy mà nó câu bay câu đấy mà. Để nó câu đấy, mình cứ đợi hai lên thôi. Công Dũng vừa gậy đẩy bóp sái cây cây. Tại nó không quay mặt đấy chứ. Mất game nữa. Tại nó không quay mặt đấy chứ, nó đặt nước xong nó chạy đường đấy. Smoke support này. Anh đang lộ sai, anh đang bị check. Check cả anh sắp hết bị check rồi. Và chết mẹ nó chim rồi. Ai điều khiển con chim chết mẹ rồi. À hết rồi. Đánh Huynh Đại ơi. Đéo có gem, không có gem. Lừa đẩy mít à. Bóng. Nhìn nó đi và nó liên bóng. Lên trên đồi này mà đứng này, đứng ở dưới này. Không có smoke. Đi thôi, con GS nó vừa bay back rồi đấy. Có smoke mà, ấn đi. Đấy. Phải đẩy top đã, không đẩy top nó biết. Anh gà lên đẩy top đi. Cứ... 4 thằng mình đi, đéo có đam. Đây cứ đi xuống bot đi xong tí kéo con du xuống. Cứ đi gần đến nơi rồi kéo cũng được. Đi anh. Kéo dần đi anh. Kéo dần đi, đến rồi đấy. Đến nơi cần combat rồi đấy. Trần Phù Phang má game tưởng in sớm ai dè kéo gần 60p. Đéo có smoke à, đéo có boost. Nó BKB. Cày thế nhờ, nó còn con S ở đây. Let's go S kìa. Đi cẩn thận nhanh Hùng ơi. Đấy kìa, nó bắt cái gốt đẩy cho con này chạy đi. Mỗi thằng đi cùng một đường thôi. Không dám mua đồ. Đây giết này. Chắc rồi, giết sao được. Này ít được. BKB mà em. Được đi, bắt BKB cũng được. ES đằng sau, ES dừng, lui. ES cầm game và có Lotha nhá. Nếu thì mình phải có game. Anh mua game đã, Thì mình nghĩ là con nét phải có gậy xanh, con nét phải thêm gậy xanh đi. Nếu mà bây giờ em mua là em hết payback. Không dám mua. 6.000 tiền mới mua được. Này nó ăn đồ san rồi. Cắm mắt ra lấy hơn tí. Mua này. Chưa ra ngoài cắm được. Ừ. Game đang dễ đánh khó nhỉ. Đây đưa qua đây. Đây, vào đồ san nhanh này. Con click nó cầm mà. Vào đồ san nhanh này anh em. Vào đồ san nhanh này anh em. Ra đi. Kìa, yeah, lick bị bắt kìa. Ơ, sao lại chạy quay lại đằng đấy, fork cho chạy đường khác rồi lại chạy đến đấy. Trời. Nó ăn mẹ Rosan rồi. Kệ nó thôi. Nó BKB à? Nó BKB nhanh hết nhở. Về đi em. S kìa. Kéo vào đây, kéo vào đây. Đẩy cao top lên, đánh dễ rồi. Ai? X. Ôi, nó tự X nó rồi.
Thật thật ép đấy à, nó ra đứng dưới đây đấy. Ép thoải mái mà vào nó đẩy cũng khó như mình đẩy nó thôi. Con lát nó vừa teleport rồi. Where shall my blood be spilled? Nó dụ, nó dụ. Cứ spam thì mana đi anh ạ. Cứ spam thì mana đi, sợ. Anh sợ chết lắm, bị bắt kéo có gì chạy được. Cặp cái mắt lên đoạn này đi hoàn tiền. Cặp nhanh đi, xong rồi lùi lại. Tiếc đi, cắm mắt ra đấy đi. Cắm luôn ra cái chân dốc mình ấy, lên nhà nó làm gì. Trời. Về rồi. Đây thì khác gì cắm ở đây. Hai team này đẹp khỏe quá nhỉ. Một bên kéo cưa. Ủa mà bên Hải không lên cái sao Hải không lên cái xanh nhỉ? Chưa dám bỏ tiền mà ạ. Chứ mình mua thì mình mua được luôn bây giờ. Ông lúc mình ấy mình nói lên sớm ấy đi. Sớm đâu, toàn chết à. Vào combat có thằng nào tăng đâu. Nãy ông đại gà ghê á. Lúc kia đéo bay lên đập xoài luôn. Lúc nào? Cái lúc ông sống dậy xong tự nhiên ông lại té lên ra mít ông đánh nhau. Lúc con BA với con GS nó không có té lên đấy. Một mình con é ở nhà đếm ấy. Thôi vào trong đi, ghê lắm. Vào đi, nó đang có phiên hồi sinh mà, đợi hết hồi sinh đánh. Lúc đấy là đã nghiến răng đánh nên là quên mất. Để ngáo thật. Không có gì cả, đang đánh ở người ngoài người ta nhìn lúc nào cũng thế. Lúc đánh rồi, lúc ấy không nhìn map được. Lúc ấy đang nhìn thằng Tuấn ở đâu để chém. Đang nhìn thằng Tuấn ở đâu, nghiến răng vào chém. Tí mà bổ con Nick này mà xuống khoảng 50% là chết luôn, nó pay mid này. Hết mẹ tiền bay back luôn. Đánh cẩn thận phải. Làm trò nãy giờ. Đúng rồi, một lần cho tất cả. Nói rồi, vừa nói xong mất chết luôn. Mãi cái bài X đấy rồi. Nhiều lần lắm rồi chứ. Trừ mana đó đi anh. Bát 2 nhá. Trừ mana là anh sẽ chết luôn em. Ra Kame dần anh ạ. Đứng spam Kame dần, trừ mana GS cũng được. Tướng tiến ngoài nó sáng hơn ở trong. Mana lấy con GS thôi, cứ mana lấy con GS thôi. Nó có hồi sinh đấy anh em. Ô nó bật chi kìa. Đẩy nó ra. Ok. PA chết nhưng mà vẫn còn hồi sinh. Nét kìa. Nét kìa. Lét đi. Không chấm đâu bạn. Đánh PA không? Anh có hack kìa. Đấy, anh có hack kìa. PA hết BKB rồi. Đánh đi. Ôi dồi. Ôi chết rồi. Giết luôn. Rồi GS bay back này, GS bay back lên này. Nó bay back hết nha, ES cũng bay back, PA bay back nha. Ôi là nhồng chết rồi. Em có BKB. Chấm được không? Em chấm từ nãy giờ rồi, cầu tao lâu. Đánh này, PA này. Nó bị hack kìa. Nó đai back rồi, xong rồi. Đai back rồi. Bê đôi, 120 giây. Rồi, win thôi anh em. X được là chết rồi. Chào Hải. Ờ, GS này anh hùng, con GS này anh hùng. Anh đang đuổi sao bạn? Hải thấy sợ hoài chưa?
đánh quả lao lên. Cứ mana cho em ấy. Mana cho em phát. Chết quả đấy, may mà đéo thua combat. Top, yes. Top này, lên top này, nhanh nhanh nhanh. Lên thôi. Đéo được. Cũng tiến PD. Có. Đi lên đẩy con red cũng được mà. Anh đang bị lộ sai đấy. Thế giết con mẹ con này thì không P thì phí quá. Nhưng mà vào thì backdoor. Đéo được, thế ra ăn Zosan đi. Nó câu thừa rồi, nó vừa ăn mà. Nó vừa ăn Zosan thôi. Mất Zosan thôi để bãi cho em. Vừa mới mất Zosan. Đẩy bot vào cũng được này, đẩy bot vào kịp đấy, đẩy bot vào kịp. Anh đẩy đi. Anh Hùng đi cẩn thận nhá, anh Hùng nhá. Mẹ con này ăn echo luôn à. Game đớt gì không? Có game này, có game này. Rồi xong. Kìa. Anh Hùng về đép trước đi Hùng ơi, kéo em về. Để OP được. Anh đại P nhá. Hãy đánh nhau, em có chấm rồi. Đánh nhau đã, bộ gì con ép chết rồi. Cứ đánh nhau đi. Quảng kia bị thanh long rồi đấy. Anh đổi giày bay đi xong rồi kéo bọn em đi xuống được. Này con lét này có ai không? Anh giày bay xuống đi, kéo em trên top xuống. BH này, con BH nó đi lên này, BH đi lên này. Kém luôn nhá, trên top này. Ê, chạy lại mất tay bách rồi à. Trời ơi, mẹ chết luôn kìa. Có bay bách không? Đéo có, vừa bay bách rồi. Thuyền. Đéo có thuyền luôn. Đéo gậy đẩy luôn. Đéo gì luôn. Chết mẹ luôn. Đi. Có bay bách nha. Nhưng mà... Tê lên tốt mà đẩy kìa. Miễn hiển thiên đánh gì với 3 đai bách OP DC. Không P được, creep nó... Mẹ nó ra đúng lúc quá. Đánh support của đấy không theo được. Nó chạy không kịp. Travel mà mày. Mày đánh vội quá. Chưa có ai. Cái quả đó là vừa Nguyễn Hiền Mega 2 cổng. Về Hoàng Hoài ơi. À Hoàng à Hoàng này. Mega 2 cổng nhưng mà quả đấy là không có creep, anh em phải hiểu là đoạn này nó không còn một con creep nào nữa. Con led thì nó đẩy đây rồi. Đẩy bao nhiêu giây đây? Như quả này cũng vậy thôi. Tỉnh luôn, biết thấy ulti trước. Không có cái gì luôn. Lồn đồ SD kìa. Cắt bụng mẹ ra rồi. Spam đi. Lê Tín bi đi cây xoài đó luôn chứ. Spam nó đi, cái đánh nhau nó cũng được. Mà nó lấy con GS kìa anh Hùng. Tùy đâu. Nó nhòng nhòng vô, ghê cho ăn chấm liền. Nguyễn Hiền VKL. Ấy. Vậy là nó đồng bút rồi đâu, chứ từ từ thôi, con chấm chết mẹ. Hai lên à, hòa lên à. Hòa lên. Căng, tính là khó. Lại ban căng. Đẩy lên không được. Tuấn Tín thua R. Nói khác với làm. Đéo có BKB à? Chuẩn đéo chết à? Trời ơi, chẳng không chết là toi rồi. Nó còn 6 máu, không sao. Không sao. Ra rồi nè, tống đi. Em về bách rồi à? Em có bay bách lúc trước rồi đấy. Ôi dồi ôi, anh không nhảy luôn. Ôi mẹ đâu. Chết rồi anh đại ơi. Ôi thua rồi. Ôi, lính này chết. Cần rồi. Ngọc ăn lost server. Chết rồi. Vẫn sống, anh cứu được. Về đi, con PA nó bị ấy rồi. Trời cứu. Nó mới bách kìa. Một cứu không mấy đâu. Cần Ngọc xoay vừa lờ. Đấm mít đây. Chắc hai hot quá vậy, đông hả?
hot đi Nhật. Hot trước không được mày ơi. Hot trước rồi đây. Hot trước tụi ta nói đấy. Cày quá nhờ. Sao lại chết tụi em? Ai đụng? Đủ người hai hot đây Khang. Ê mà thua cày quả combat đoạn này anh em vội quá, đều vội hết thua. Không đủ đâu, chúng nó đi ấy rồi. Chúng nó chuẩn bị đi làm. Hồi hot lại chưa? Hồi hot lại chưa? Đẹp hot nói nghe mày. Tao đợi từ giờ đấy. Biết ghê, biết quả ông đại không bay ghê. Người đen anh em. Tùng Nguyên tìm đánh ngáo vãi. Bím hồng chửi ông đại nè.